bảng tạm tính giá lăn bánh Toyota Wigo 2021. Toyota Wigo với thế mạnh về thương hiệu, giá bán hấp dẫn cùng khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, Toyota Wigo đã ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt là các khách hàng kinh doanh dịch vụ. Toyota Wigo 2021 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản có mức giá đề xuất lần lượt là 352 triệu đồng cho phiên bản 1.2 MT và 384 triệu đồng cho phiên bản 1.2 AT. Để có thể cầm lái hợp pháp một chiếc Toyota Wigo 2021 mới trên đường, bạn không chỉ phải trả tiền mua xe ban đầu mà còn phải trả một số tiền thuế, phí, bắt buộc tùy theo hộ khẩu thường trú của bạn, thường gọi là giá lăn bánh. Cụ thể, giá lăn bánh của một mẫu ô tô nói chung và Toyota Wigo 2021 nói riêng gồm những chi phí chính như giá xe, lệ phí trước bạ, tiền biển số, tiền bảo hiểm vật chất, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, các chi phí đăng kiểm và phí đường bộ, phí dịch vụ. Chi phí giá lăn bánh Toyota Wigo 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như sau. Vậy, chi phí lăn bánh tỉnh của Wigo MT là 394 triệu đồng và Wigo G là 431 triệu đồng. Đây là chi phí tạm tính chưa bao gồm khuyến mãi và giảm giá. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá giảm trực tiếp tốt nhất thị trường. Mời quý vị và các bạn tham khảo bảng tạm tính ngân hàng nếu mua trả góp.
10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.